Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hôm nay Tân Đại Dương xin chia sẻ về những cách tiết kiệm chi phí khi du học để đỡ đi một phần gánh nặng tài chính cho gia đình và bản thân của các bạn. Cuộc sống hiện đại và phát triển đồng nghĩa với việc con người ngày càng muốn tìm cho mình một môi trường sống, học tập và làm việc tốt hơn những gì đang có. Một trong những hướng tìm đường đó là du học. Thực tế những năm gần đây, chuyện du học không còn quá xa vời và không còn là số ít đối với học sinh Việt. Tuy nhiên, những học sinh nhận được học bổng du học tài trợ từ chính phủ trong nước hoặc nước ngoài chỉ chiếm một con số rất nhỏ, mà phần lớn là du học tự túc. Và chi phí du học là cả một vấn đề đối với bản thân và gia đình học sinh. Vậy làm cách nào để vừa đảm bảo kết quả học tập tốt nhất, đồng thời giảm thiểu được tối đa chi phí du học cho các du học sinh? Khi lên kế hoạch đi du học, điều đầu tiên giúp bạn giảm thiểu chi phí du học là việc chọn quốc gia có mức sống và học phí phù hợp. Thực tế, ở các quốc gia phát triển là điểm đến du học lý tưởng đều là những nơi có mức sống cao và mức học phí không nhỏ. Tất nhiên, ở các quốc gia châu Âu, chi phí sẽ cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Ở Mỹ, Anh, chi phí bình quân cho mỗi năm học trên đầu người dao động từ 80.000 đô một năm đến 140.000 đô một năm, tùy theo từng khu vực. Trong khi đó, chỉ bằng 1/2 chi phí này, như ở các nước Singapore, các bạn đã có thể có một cuộc sống học tập và sinh hoạt, thậm chí là du lịch một cách thoải mái nhất. Singapore là một quốc gia phát triển rất gần với Việt Nam nên việc đi lại của các bạn cũng vô cùng thuận tiện, và bạn tiết kiệm được một khoản khá lớn với các hãng hàng không giá rẻ. Nền giáo dục của đảo quốc này có thể sánh ngang với nền giáo dục tiên tiến hiện đại hàng đầu châu Âu. Bằng cấp của các trường đại học ở Singapore và các trường đại học nổi tiếng thế giới có cơ sở tại Singapore đều được toàn cầu công nhận. Vì thế, bạn có thể tìm được việc làm ở Singapore hay bất cứ nơi đâu với thu nhập hấp dẫn sau khi tốt nghiệp. Và để được tư vấn miễn phí về chương trình du học tại Singapore hay là các nước, các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0996277629 và 0166515771. Một trong những cách giảm thiểu chi phí du học còn là việc chọn nơi ở phù hợp. Có nhiều hình thức nhà ở cho bạn lựa chọn. Nếu bạn ở ký túc xá thì chi phí có thể rẻ hơn một chút, nhưng thủ tục đăng ký khá phức tạp và thường thì ở các trường chỉ có một số chỗ ở nhất định, không thể đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả du học sinh. Nếu ở ngoài, bạn có thể lựa chọn hình thức thuê nhà riêng cùng với các bạn cùng lớp để nấu ăn chung và chia sẻ tiền nhà. Tuy nhiên, việc sắm đồ đạc cũng là một vấn đề, và thường khi mới nhập học, bạn sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để làm quen với các bạn mới và tìm hiểu những người cùng có nhu cầu của mình. Nếu các bạn không hợp nhau, sẽ rất khó khăn để chung sống. Hơn thế, bạn sẽ phải tự quản lý đồ đạc của mình, tìm người bảo lãnh và an ninh không được đảm bảo. Do vậy, để tiết kiệm thời gian, tiền bạc, ăn ở theo hình thức homestay cũng là một lựa chọn thông minh dành cho các bạn du học sinh. Nếu bạn là người năng động và chăm chỉ, ngoài giờ học, bạn có thể làm thêm để trang trải một phần chi phí du học. Thu nhập trung bình của mỗi giờ làm thêm ở các quốc gia khác nhau là cũng khác nhau. Ở Úc, một giờ bạn có thể kiếm được 15 đô, trong khi đó ở Anh hay Mỹ là 7-5 đô, ở Singapore và chỉ 1,5 đô tại Malaysia. Khi đi làm, bạn lưu ý quy định của chính phủ của các nước đối với du học sinh đi làm thêm tại nước sở tại. Thông thường, sinh viên chỉ được làm thêm từ 16 đến 20 giờ để đảm bảo đi làm thêm, có thêm thu nhập nhưng không ảnh hưởng đến việc học của các bạn. Khi cần được hỗ trợ thông tin du học về thủ tục hồ sơ tài chính, các bạn có thể liên hệ đến công ty Tân Đại Dương. Với nhiều năm kinh nghiệm, công ty sẽ hỗ trợ những thông tin tốt nhất cho các bạn qua hotline 0996277629 và 0166515771, hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Trong chương trình trước thì chúng ta chia sẻ với những học sinh vừa có student pass tại Singapore, nhưng trong chương trình hôm nay sẽ có một cái sự thay đổi, đó là chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với một du học sinh đang học tại Singapore. Những trải nghiệm này sẽ giúp cho những sinh viên hiện tại chuẩn bị hành trang cho mình tốt hơn. Xin chào Tuấn Anh. Tuấn Anh có thể chia sẻ cho các bạn đôi nét về bản thân mình. Mình tên là Hồ Tuấn Anh, thì hiện tại là mình 21 tuổi, thì
hiện đang du học ở Singapore và vừa hoàn thành khóa học Advanced Diploma ở bên trường Nam Giang Institute of Management. Thì Tuấn Anh có thể là chia sẻ cho các bạn là một cái du học sinh mà bước đầu qua Singapore thì có bỡ ngỡ hay không? Thì lúc đầu qua Singapore thì nhiều cảm nghiệm lắm, giống như là xa nhà, nhớ nhà, rồi cuộc sống thì lại không có được sự bao bọc của ba mẹ. Nhưng mà được 1-2 tháng thì bắt đầu thích nghi với cuộc sống bên đó, thích nghi với lại bạn bè mới, những cái cách ăn nói của người ta và những cách thông điệp. Có nhiều khi thật sự là qua đó nhiều người cũng không biết diễn tả những cái từ ngữ mà mình muốn nói với người ta, nên mình phải dùng cái body language. Thì bạn đừng có sợ trong những cái vấn đề đó, tại vì người Singapore thì họ rất là thân thiện, hầu hết là thân thiện với lại cuộc sống của người Việt Nam, và phong tục tập quán thì lại giống với người Việt Nam. Thì bước đầu thì mình cũng nói thiệt là trải nghiệm nhiều lắm, vì đi ăn chơi rồi đi lòng vòng đi coi Singapore như thế nào, rồi cuối cùng thì mình cũng nhận ra là cuộc sống của Singapore không khác gì cuộc sống người Việt Nam hết, và nó sẽ hoàn thiện hơn nếu mà bạn cố gắng thân thiện với lại mọi người và đừng có ngại ngùng trước khi mà giao tiếp với mọi người. Đó là cái cuộc sống của mình. Thì khi mà em đã có một cái khoảng thời gian ở tại Singapore rồi thì em cảm thấy là thức ăn tại Singapore như thế nào? Thức ăn của người Singapore chủ yếu là hầu hết là của người Trung Quốc. Thì những cái food court hay là những cái food center thì nó sẽ giống y chang với lại food ăn của người Việt Nam. Cũng có Pizza Hut, cũng có đồ ăn nhanh y chang đồ Việt Nam. Và khẩu vị ăn của nó sẽ là ngọt hơn người Việt Nam một tí, tại vì theo phong tục của người Trung Quốc thì người ta ăn ngọt hơn là ăn đậm màu sắc giống như mình là mặn. Thì cái vấn đề mà đi lại của sinh viên á tại Singapore thì như thế nào em? Vấn đề đi lại thì rất là thoải mái. Bus thì lúc nào cũng mở cửa tới 12 giờ đêm. Nếu mà bạn có thể đi chơi hay là bạn muốn đi đâu đó vòng quanh thì bạn có thể dùng MIT hoặc là dùng bus. Tại vì trong của mình hầu hết là mình dùng MIT tại vì nhà mình gần MIT. Thì em có thể theo kinh nghiệm của em đã trải nghiệm thực tế tại Sinh thì em có thể cho các bạn biết là về món ăn ở tại Singapore đó thì bao nhiêu một món, cũng như là cái chi phí đi lại xe bus là bao nhiêu tiền. Nếu mà bạn ăn, bạn muốn tiết kiệm tiền theo cách tối đa của bạn thì chỉ có chừng 2-3 đô bạn có thể chọn một món ăn với hai món thịt và một món rau. Đó là những cái food court. Còn những khi mà bạn muốn ăn những đồ ăn ngon như là đồ ăn của Hàn Quốc, những cái đồ ăn mà ngon hơn, nâng cấp hơn thì bạn có thể vô food center ở trên Casmall, thì giá của nó sẽ là 5-6 đô một món. Và nếu mà bạn thích nữa thì có Aston, ở đó có nhiều món bò, hoặc là được thứ nhất, nếu mà bạn nào thích ăn sushi thì qua Singapore đúng là sở trường của các bạn, tại vì thứ sushi chỉ có 1.5 đô một dĩa thôi, 1.5 đô một dĩa thôi, thì bạn có thể chọn sushi tự chọn và bạn ăn bao nhiêu bạn tính dĩa bấy nhiêu, rất là rẻ. Chi phí đi lại một tuần nếu mà bạn đi lại nhiều giống như mình thì cỡ chừng 15 đô thôi, đó quá ít, tại vì tiền xe bus và tiền MIT mỗi lần bạn đi, nếu bạn đi xa nhất là 1 đô 20 sen, còn đi gần là chỉ có 70 sen trở xuống thôi. Thì hiện tại ở bên Singapore thì em đang ở ký túc xá hay là em đang ở với bạn? Em hiện tại thì ngày xưa em đã thuê một căn nhà, nhưng mà đã thuê một căn nhà và hiện tại em đang ở đó luôn với bạn bè em. Thì nếu mà tính ra, nếu các bạn có thể tìm được những nhóm bạn group đi chung với nhau thì sẽ lợi hơn là bạn kiếm nhà. Bạn kiếm nhà thì bạn share ra một căn nhà chỉ chừng 300-400 đô một người thôi, thì lúc đó bạn rất là lợi, bạn có cuộc sống riêng, bạn có không gian riêng và bạn có thể enjoy những lúc mà bạn buồn ở bên đó, không phải sợ giống như là bạn ở chung với lại người ta hoặc người khác thì bạn sẽ bị cập nhật nhiều thứ. Thì khi mà trong cái giờ đi học của mình đó thì thường thường là giờ học ở bên tại trường thì như thế nào? Theo một cái schedule của trường thì một cái thứ nhất là nó xếp theo thời gian, còn lịch của học của mình là chủ yếu là Adventist là buổi chiều thì học từ 1 giờ tới 7 giờ,
bạn có thể ngủ nguyên buổi sáng không sợ bị trễ. Đó là điều lý do mình thích. Rồi thì em thấy giảng viên của bên trường Nam Giang thì như thế nào? Giảng viên của trường Nam Giang hầu hết rất là thân thiện với mọi người, tại vì nhiều giáo viên nếu mà mình không hiểu một cái vấn đề gì đó mình có thể hỏi lại giáo viên, và giáo viên có thể giúp bạn trực tuyến hay là ép nick Facebook. Bạn đừng có lo nghĩ là bạn học dở rồi bạn như thế nào, trong thực tâm của mình luôn, mình cũng là một học sinh dở, thì học đối với mình cũng hơi khó, tại vì chương trình tiếng Anh thì nó sẽ khó tiếp thu hơn, nhưng mà bạn cố gắng bạn sẽ hiểu được cái vấn đề của giáo viên. Học trên lớp là một chuyện, nhưng mà bạn về cố gắng đọc bài của giáo viên hoặc là những cái bài giảng về giáo viên để lại cho mình trước khi thi thì bạn sẽ làm tốt chương trình của giáo viên, chương trình đó, cái term đó. Và nếu mà bạn có điểm high smart, mình chỉ hầu hết là điểm C với B là mình không học gì. Tại vì do mình là biết cách học, giáo viên cho bài bao nhiêu thì bạn cứ học theo đó, và bạn ra thi thì chắc chắn nó sẽ ra thi và bạn có dễ được cái bằng graduation của trường Nam Giang. Rồi, thì cái dự định của em là kết thúc cái chương trình đại học ở tại Singapore, thì dự định của em tiếp theo sẽ là như thế nào? Dự định tiếp theo của em là, tại vì trường Nam Giang sẽ có mở vào ba khóa của 3 tháng, sẽ là tháng 3, tháng 7 và tháng 11. Nhưng mà mình vừa kết thúc tháng 7 vào chương trình của Advanced Diploma nên mình không thể tiếp tục được chương trình Bachelor, và mình phải chờ tới tháng 11. Và hiện tại mình đang nhận được một cái confirm của trường là mình đã pass hết tất cả. Thì bạn nếu mà học từ Diploma lên Advanced, bạn có thể bị maybe là bạn rớt một môn nào đó thì bạn có thể học tiếp, nhưng mà khi mà lên Bachelor bạn phải pass hết tất cả các môn đó thì bạn mới được học chương trình, tại vì chương trình đó là chương trình của Úc, sẽ là giảng viên của Úc dạy, không phải là giảng viên của trường Nam Giang dạy nữa. Thì khi tham gia học tại trường Nam Giang thì trường có thường tổ chức những cái event cho sinh viên để mà tham dự không em? Dạ, rất là nhiều, một tháng trung bình là 1-2 event. Event mà mình thích nhất là event ngoài biển, barbecue. Thì nó sẽ là tiệc nướng và mọi người sẽ đóng là 5 đồng một người. Bạn có thể cùng thưởng thức chung với lại thầy cô giáo và uống drink beer, hay là nếu mà bạn chưa đủ tuổi thì thầy cô giáo sẽ không cho bạn uống. Đó là luật lệ của Singapore. Thì bạn hầu hết là mọi người rất là vui vẻ trong cuộc sống đó. Có người Trung Quốc, có người India, có người Malaysia, và hầu hết học sinh ở trường Nam Giang đều tham dự chương trình đó. Như đợt trước mình có tham dự một cái đợt Remote Night là đặc biệt của Singapore. Bạn có thể lên Facebook của Nam Giang Institute of Management và bạn có thể nhìn thấy mình trên đó, với lại cuộc sống của được tổ chức ở khách sạn 4 sao ở Singapore, 5 sao Fullerton ở Singapore, và hầu hết mọi người đều mặc formal và những trang phục truyền thống của đất nước mình. Thì em tham gia các sự kiện của Nam Giang thì em mặc cái trang phục gì để thể hiện mình là người Việt Nam? Thì hầu hết là người Việt Nam thì lại mặc veston, tại vì đó là trang phục mà đi dự lễ. Còn có một người con gái ở trường Nam Giang đã mặc áo dài và được hạng high smart ở trên đó, và được cái giải là một bữa ăn buffet ở khách sạn Fullerton miễn phí cho hai người. Nếu mà chị nghĩ em mà mặc áo dài của Nam á, chắc em cũng đặt cái nhất. Cái đó là điều impossible, tại vì em là con trai, em không thể mặc áo dài được. Tại vì theo các bạn chia sẻ thì tại Singapore là một đất nước là đa văn hóa, thì cũng rất là nhiều nước tập trung tại Singapore. Yeah. Thì em có thấy cái khó khăn trong vấn đề mà đa chủng tộc như vậy hay không? Nếu mà bạn không phân biệt chủng tộc, có nhiều người đi qua Singapore thì lại rất sợ người Ấn Độ. Nhưng mà thật sự người Ấn Độ cũng là một con người, và mình cũng coi trọng họ như là một người bạn bè mình thôi. Thì bạn nên tốt nhất là nói chuyện, tại vì language của người Ấn Độ với lại tiếng nói của người Trung Quốc lại rất là khác nhau. Thì người Ấn Độ thì nói với một tốc độ rất là nhanh, và người Trung Quốc thì nói tốc độ rất là chậm, nhưng mà lại có thêm từ la 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 ở phía cuối nghe rất là hay. Thì
nó rất là vui khi mà bạn giao tiếp nhiều với lại cuộc sống. Mà với lại cái thứ hai nữa là xã hội nào thì mình nghĩ nó cũng có chung một nền văn hóa, Trung Quốc cũng là nền văn hóa của người Việt Nam. Và mình cũng đã từng đi tham dự nhiều lễ hội của nhiều đất nước như Malai tổ chức ở Singapore và Ấn Độ, gần đây nhất là Ấn Độ, thì rất là vui, mọi người đổ ra đường mặc đồ cùng nhau vui vẻ, cùng nhau ngắm pháo bông với nhau. Thì như vậy thì mình rất là cảm thấy là bên Singapore đúng là đa văn hóa và đa chủng tộc, nhưng thực sự đó cũng là một cái gì cho chúng ta biết được nhiều nền văn hóa khác nhau chỉ tại một đất nước Singapore, đúng không em? Đúng. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn em đã tham gia trong chương trình hôm nay để chia sẻ cho các bạn chi tiết hơn cũng như là cái trải nghiệm thực tế mà em đã trải qua của một du học sinh. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn em.